Yeah, I lost you there. The system's really bad today. I know. God. Oh no. Jesus Christ, Bob. The whole thing's smoking now. A lot of smoke. Oh God, there's smoke on the ground. Oh shit, I think it's spreading. Oh my God, there's something big just happened next to the Trade Center. Quý vị và các bạn thân mến, sỏi đường tiết niệu là một bệnh phổ biến ở nước ta. Sỏi tiết niệu là nguyên nhân thứ ba gây suy thận mãn tính. Theo thống kê trung bình tại Bệnh viện Bạch Mai, khoa tiết niệu Việt Đức, Học viện Quân y, cho thấy từ 25 đến gần 30% bệnh nhân bị cắt thận trong số những người mắc bệnh sỏi thận gây viêm thận và bể thận. Tỷ lệ tái phát của sỏi thận là từ 10 đến 50%. Vậy muốn điều trị dứt điểm sỏi thận và ngăn ngừa bệnh tái phát cần phải duy trì chế độ sinh hoạt như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin sau. Sỏi đường tiết niệu là một cấu trúc phức tạp dạng rắn, được tạo ra từ các chất vô cơ như canxi, phốt pho và hữu cơ như amon urat. Các điều kiện thuận lợi cho việc hình thành sỏi tiết niệu là uống ít nước, ứ trệ nước tiểu, nhiễm khuẩn nước tiểu, thay đổi độ pH của nước tiểu. Sỏi tiết niệu có bề mặt xù xì, lởm chởm, sắc nhọn nên rất dễ làm tổn thương thận. Những viên sỏi nhỏ di chuyển trên đường tiết niệu để ra ngoài làm tổn thương đường niệu, gây ra các cơn đau quặn dữ dội. Các vết tổn thương này rất dễ dàng bị viêm nhiễm. Nếu không chữa trị kịp thời và triệt để thì sẽ dẫn đến suy thận mãn tính rất nguy hiểm. Những viên sỏi lớn sau khi hình thành nằm lại trong đài bể thận hoặc trong bể thận, phát triển to dần choán hết đài bể thận gây ra những tai biến nghiêm trọng, làm hủy hoại thận và các chức năng của cơ quan này. Sỏi tiết niệu là nguyên nhân thứ ba sau bệnh nhiễm cầu thận nguyên phát và viêm cầu thận thứ phát gây nên suy thận mãn tính. Trong cách điều trị sỏi đường tiết niệu, xu hướng trở về với thiên nhiên trong chữa trị bệnh đã và đang được sự quan tâm của nhiều nước trên thế giới bởi giá thành điều trị thấp, tránh được các biến chứng xấu của phẫu thuật, giảm tác dụng phụ so với các thuốc sử dụng nguyên liệu tổng hợp nhưng vẫn đạt hiệu quả mỹ mãn. Ở Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam, vị thuốc kim tiền thảo được coi là vị thuốc vàng trong điều trị sỏi đường niệu, hạn chế biến chứng và đề phòng tái phát. Kim tiền thảo còn có tác dụng nội tiểu mạnh, làm ngừng sự gia tăng kích thước của hòn sỏi và hòa tan sỏi theo cơ chế nước chảy đá mòn. Tác dụng kháng viêm và kháng khuẩn kim tiền thảo làm cho giảm cái sự phù nề của niệu quản và tạo thuận lợi cho viên sỏi đi ra ngoài theo đường tiểu. Đông y gọi đó là bài thạch và thông lâm. Các cơ chế trên đã tạo ra tác dụng triệt để và toàn diện của kim tiền thảo trong điều trị sỏi đường tiết niệu. Thuốc cốm Sinacara là một sản phẩm bào chế từ kim tiền thảo cho hiệu quả cao trong điều trị sỏi đường tiết niệu và ngăn ngừa tái phát. Kim tiền thảo đã được nghiên cứu bởi rất nhiều đề tài trong và ngoài nước, cho thấy tác dụng làm tan sỏi mạnh mẽ. Thuốc cốm Sinacarang bào chế từ cao kim tiền thảo giúp làm tan sỏi và đào thải sỏi dễ dàng ở bệnh sỏi đường tiết niệu như sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang. Sinacarang tác động đa cơ chế, ngăn ngừa sự hình thành sỏi từ mầm mống ban đầu, bào mòn, phá vỡ sỏi cũ và tống chúng ra ngoài, ngăn ngừa tái phát sỏi. Sinacarang giúp giảm sự đau đớn khi sỏi di chuyển và ngăn ngừa các biến chứng nhiễm khuẩn do sỏi gây ra. Sỏi đường tiết niệu dễ tái phát, do đó ngoài các phương pháp chữa trị thông thường, cần có một chế độ sinh hoạt thích hợp như uống 2-3 lít nước mỗi ngày, giảm lượng thức ăn giàu oxalat, canxi, đạm động vật. Thay đổi môi trường sống cũng là một trong những phương pháp phòng tránh sỏi đường tiết niệu hiệu quả, mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn.